Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau: tăng cường thu hút đầu tư, phát triển hoạt động thiện nguyện trong học sinh, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng, Nga vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về kinh tế, Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị cho khả năng chính phủ đóng cửa là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Eka. Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình ông Vũ Năng Chức, trú tại thôn Điện Biên 3, xã Eka Mút, huyện Eka, là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 36m² với tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngày 29 tháng 9, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đã khai giảng năm học 2023-2024. Sau 4 năm thành lập, phân hiệu đã tuyển sinh và đào tạo 5 khóa đại học chính quy, 5 khóa đại học theo hình thức vừa làm vừa học, 3 khóa liên thông từ trung cấp cao đẳng lên đại học, 6 khóa trình độ thạc sĩ. Đến nay, phân hiệu có 16 lớp với tổng số 811 sinh viên, học viên. Trong đó có 605 sinh viên đại học chính quy, 119 sinh viên đại học theo hình thức vừa làm vừa học, 87 học viên cao học. Năm học 2023-2024, phân hiệu có 198 sinh viên trúng tuyển và nhập học, trong đó số thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông là 32 thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là 166 thí sinh. Nhân dịp này, phân hiệu đã vinh danh các thủ khoa đầu vào của khóa 48 và trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt. Từ năm 2020 đến nay, Đắk Lắk đã tiếp trên 500 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn doanh nghiệp lớn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, tính riêng trong giai đoạn từ năm 2020 đến giữa năm 2023, tỉnh đã thu hút thành công 77 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 51.292 tỷ đồng. Nhà đầu tư rót vốn vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ. Một số dự án lớn nhanh chóng triển khai hoàn thành và đi vào hoạt động, có thể kể đến như 5 dự án điện mặt trời của tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Esup với tổng công suất 600 MW. Tổng vốn đầu tư 15.402 tỷ đồng, dự án nhà máy điện gió E Nam với tổng công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư đăng ký 16.500 tỷ đồng, khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk, vốn đầu tư 550 tỷ đồng, trung tâm thương mại Go, vốn đầu tư 290 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 với nhiều hoạt động sự kiện ý nghĩa. Ngày hội năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 10 năm 2023, tại địa điểm chính là Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ngày hội sẽ diễn ra các sự kiện chính như lễ khai mạc, bế mạc ngày hội, trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khoa học công nghệ, hội thảo, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất theo chuỗi cung ứng, hội thảo giải pháp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, góp phần thực hiện tiêu chí ba sạch, diễn đàn hệ sinh thái việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, tại ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động tư vấn hướng dẫn hồ sơ thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hướng dẫn hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, tư vấn, hướng dẫn thủ tục thuế, kê khai thuế, giới thiệu chương trình tín dụng ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh,
tư vấn hỗ trợ hướng dẫn sử dụng chứng thư, chữ ký số, phần mềm kế toán, hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng nhân ái cho học sinh thông qua các hoạt động thiện nguyện nhằm nhân lên những hành vi ứng xử có văn hóa, có tình người yêu thương, chia sẻ với bạn bè và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những ngày vừa qua, cô và trò lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột lại tất bật mang Trung thu yêu thương đến với những bệnh nhi đang chữa bệnh tại các bệnh viện. Nhờ sự đổi mới sáng tạo khi xây dựng chương trình đã khiến các em nhỏ thích thú, hào hứng. Ngày hôm nay thì em và các bạn thầy cô và cùng với các nhà hảo tâm đến đây để cùng nhau xây dựng lên một chương trình Tết Trung Thu cho các bé trải qua một ngày Tết Trung Thu ý nghĩa và trọn vẹn. Thì bọn em cảm thấy là mình làm những việc này nó ý nghĩa và nó giúp mình giúp được tới đâu thì mình giúp cho các bé có thể ăn, có thể vui, dù là nhỏ hay là lớn thì nó cũng là cái tấm lòng và công sức của mọi người để giúp cho những các bé. Lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã tham gia hoạt động từ thiện từ khi mới vào lớp 10 cùng với cô giáo chủ nhiệm. Hơn 2 năm, các em đã được đi nhiều nơi, đến nhiều điểm vùng sâu vùng xa, gặp gỡ và giúp đỡ nhiều cảnh đời kém may mắn. Em cũng đã từng tham gia từ thiện cùng cô và các bạn từ năm lớp 10 tới giờ. Thì qua mỗi chuyến đi, em cảm thấy như là mình dần trưởng thành hơn. Mỗi chuyến đi đều là một bài học cho em. Em cảm thấy ngày càng trân trọng hơn những cái giá trị nhỏ nhắn thôi trong cuộc sống. Và qua những chuyến đi đó thì em cũng mong là mình có thể được chia sẻ những cái may mắn của mình đến với những mảnh đời bất hạnh hơn. Tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia những chương trình thiện nguyện là một việc làm mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm trải nghiệm, hiểu biết, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tập thể, sẻ chia với cộng đồng. Qua cái quá trình mà làm như vậy thì các em tự cảm nhận, tự nâng cái tâm thiện của mình lên. Để sau này nếu như các bạn có thành đạt thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để mà cống hiến nhiều cho xã hội. Thì bản thân mình đứng sau lưng thì cũng có rất là nhiều cựu học sinh hỗ trợ cho mình về cái mặt tài chính và về mặt tinh thần. Thì bản thân mình thấy cực kỳ rất là ý nghĩa và được làm cái chương trình này là mình cực kỳ hạnh phúc luôn. Và bản thân học sinh cũng, các em cũng tự cảm nhận là các em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Thế mà nói là cái vấn đề mà để mà hướng dẫn làm công tác thiện nguyện cộng đồng á, cái này nói chung là công tác xã hội á, thì những ngành công tác xã hội là trong những năm gần đây tại Việt Nam mình cũng đang bắt đầu dần phát triển và dần hình thành. Hiện tại có cái mảng ngành là đào tạo về công tác xã hội rồi, trong đó có mảng gọi là làm công tác về thiện nguyện hướng tới cộng đồng. Thì thực tế trong môi trường mà học đường có các em á, mà để đi những tham gia những công tác thiện nguyện hoạt động này đó thì rất có ý nghĩa, làm cho các em có thể nhìn nhận được thực tế của cuộc sống. Trong đó các em có thể rút ra những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học sau này để mình phát triển bản thân cho nó hoàn thiện hơn. Trao đi yêu thương bằng những việc làm thiết thực, chân thành và ý nghĩa qua những chuyến thiện nguyện sẽ giúp các em học sinh lan tỏa giá trị nhân văn, từ đó giáo dục lòng nhân ái cho các em khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện có 22.500 hecta sầu riêng sản lượng năm nay trên 200.000 tấn. Ngay từ đầu vụ, hoạt động mua bán vận chuyển sầu riêng diễn ra rất nhộn nhịp. Công tác quản lý thuế cũng đang được ngành thuế và các địa phương quan tâm thực hiện. Huyện Krông Bắc là địa phương có diện tích sầu riêng lớn của tỉnh Đắk Lắk với hơn 4.000 hecta đang thu hoạch, sản lượng trên 60.000 tấn. Trước khi vào vụ thu hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bắc đã giao các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng, xây dựng và cho thuê kho. Chi cục thuế huyện Krông Bắc đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh mua bán sầu riêng trên địa bàn các xã thị trấn thực hiện việc kê khai nộp thuế đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát, theo dõi các công ty doanh nghiệp mua bán kinh doanh sầu riêng và xây dựng cho thuê kho. Trên địa bàn huyện Krông Bắk hiện có 81 doanh nghiệp ngoại tỉnh và 30 hộ kinh doanh tại địa phương có hoạt động thu mua kinh doanh sầu riêng. Từ đầu vụ thu hoạch sầu riêng đến nay, trên địa bàn huyện đã thu được hơn 1,1 tỷ đồng thuế khoán của các hộ kinh doanh sầu riêng và hoạt động xây kho, cho thuê kho, tập kết sầu riêng. Từ khi công ty xuất khẩu chính ngạch từ tháng 9 năm 2022 thì công ty cũng được cơ quan thuế hỗ trợ về các cái thủ tục và liên quan tới các chính sách về thuế
hỗ trợ cho doanh nghiệp để cơ quan, để doanh nghiệp có thể đóng góp tiền thuế một cách đầy đủ và theo đúng như chính sách thuế của nhà nước. Tại huyện Chư Mờ Ga, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế đối với lĩnh vực mua bán sầu riêng, tổ chức đóng chốt ở những tuyến đường chính vận chuyển sầu riêng ra khỏi địa bàn huyện. Riêng ngành thuế thành lập tổ kiểm tra hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng cho thuê kho, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh cho thuê kho thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp chúng tôi đã thu mua sầu riêng tại địa phương để xuất khẩu, thì qua cái quá trình thu nộp thuế thì cũng đã được cơ quan thuế tuyên truyền và hướng dẫn. Theo cái chính sách của nhà nước thì chúng tôi cũng thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa phương đầy đủ. Chi cục thuế khu vực Chư Mờ Ga Buôn Đôn cho biết, năm nay địa phương có hơn 1.000 hecta sầu riêng cho thu hoạch. Mua bán sầu riêng là hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ, nên từ đầu tháng 8 năm 2023, đơn vị đã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Mờ Ga thu thập, nắm bắt thông tin về mã vùng trồng, diện tích nhằm quản lý sản lượng sầu riêng xuất ra khỏi địa bàn, tạo điều kiện để người dân bán sầu riêng thuận lợi nhất nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt về thuế. Chi cục thuế đã chủ động rà soát các cái cơ sở thu mua sầu riêng trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế, nộp vào ngân sách theo quy định. Đến kết quả hiện tại, đối với những doanh nghiệp mà nộp thuế theo phương pháp không trừ, thì chúng tôi đã hướng dẫn doanh nghiệp nếu mua trực tiếp vào người sản xuất thì thực hiện bảng kê 01 của Bộ Tài chính. Đối với những cái số lượng mà mua trực tiếp của thương lái thì phải có hóa đơn chứng từ theo quy định. Đối với những cái cá nhân mà nộp mua bán trên địa bàn thì chúng tôi đã hướng dẫn cá nhân để kê khai và thực hiện quản lý thuế theo phương pháp khoán. Với mục tiêu đảm bảo tất cả các cái đối tượng có doanh thu, thu nhập từ hoạt động mua bán sầu riêng được phải được quản lý thuế theo quy định. Thì các cái giải pháp chúng tôi tập trung vào là cái thứ nhất là tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để chỉ đạo các ngành, các cơ quan cùng phối hợp với ngành thuế trong thực hiện cái biện pháp quản lý chống thu thuế. Thứ hai là tăng cường cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người dân, rồi doanh nghiệp biết về nghĩa vụ thuế của mình khi có hoạt động kinh doanh sầu riêng, phải kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Thứ ba là tổ chức rà soát nắm chắc các cái đối tượng, cơ sở kinh doanh về quy mô, kho bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, hàng hóa, giá bán để điều tra xác định doanh thu phù hợp với thực tế để quản lý thuế. Thứ tư là kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo khi hàng hóa vận chuyển xuất bán ra khỏi địa bàn tỉnh để phải có hóa đơn chứng từ. Thứ năm là cử cán bộ thuế phụ trách trên địa bàn, quản lý làm việc trực tiếp với các cái hộ kinh doanh, doanh nghiệp để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ khi mua vào bán ra phải có hóa đơn chứng từ theo từng đối tượng quy định. Đắk Lắk hiện có 22.500 hectare sầu riêng với sản lượng trên 200.000 tấn trên một năm. Đầu tháng 9 này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo ngành thuế và các địa phương tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng năm 2023. Đối với ngành thuế, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để quản lý thu thuế theo đúng quy định. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc mua bán của các hộ kinh doanh trên địa bàn, định kỳ ghi nhận về số lượng sầu riêng mua vào, tồn tại kho, giá bán để quản lý tốt doanh thu bán ra, đảm bảo 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng phải được quản lý thu thuế.